Rồi, hello tất cả anh em nhé. Đã quay trở lại kênh của Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Hôm nay giới thiệu cho tất cả anh em cái dàn cầu cong dùng cho chạy thuyền nhé. Anh em chạy thuyền nhỏ nhỏ hoặc là thuyền chở độ 7-8 người là ok nhé. Thì giới thiệu cho anh em về cái con máy và cái dàn cong này. Thì bên em bán lẻ hết hoặc là anh em mua combo nhé. Đấy, combo thì bên em báo giá luôn. Đấy, trực tiếp hai số điện thoại nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh của kênh nhé. Sau video là hay anh em có thể xem được. Rồi, đây em giới thiệu chi tiết nhé. Đây, thì con này thì em cũng không lắp vào. Đấy, thì tất cả là nó cong này, nó khi anh em cái thuyền thẳng nhá, thì nó cong này thì anh em lúc nào máy lúc nào nó cũng đứng. Đấy. Còn cái dàn thẳng kia thì anh em phải chúc xuống cái máy này nó không được ấy. Đây, chi tiết nhá. Đây, cái dàn lắp này, đấy, đã bọc sẵn hết rồi. Cái này là sơn tĩnh điện anh em nhé. Đấy, sơn tĩnh điện. Số điện thoại liên hệ trực tiếp mua hàng có Zalo anh em nhé. Anh em lưu ý nhé. Đấy, có Zalo. Đây, thì cái đầu cốt của nó sẽ cắm vào đây anh em nhé. Cắm vào đây thì trong là có cá rồi. Thì máy là đây, máy là Shinruku, máy của liên doanh 6,5 HP anh em nhé. Đấy, máy lổ xăng giật tay. Đấy, máy đây. Khi anh em lắp vào đây cái xong rồi, có ga nhá. Thì bên em không lắp rồi. Cái này thì em quay sơ qua để cho anh em lắm được. Ga to, ga nhỏ, đấy đầy đủ hết nhá. Đấy, nó phục vụ cho anh em là đi ít thôi. Đấy, hoặc là muốn cái dàn xoay của mình nó vừa thuận tiện thì anh em liên hệ trực tiếp cho em nhá. Đấy, dàn cong thì em bán lẻ nhá. Dàn cong 2,2 triệu này. 2,2 triệu một cái nhá. Đấy, còn cái máy là để anh em mua cả bộ thì em bán cả bộ riêng. Đấy. Anh em muốn mua cả bộ thì bên em có cả bộ, bán cả bộ luôn nha anh em nhé. Dàn cong rất chi nhiều chức năng nó ấy. Còn anh em mua lẻ máy này thì bên em bán lẻ hết mà, không có cái gì bên em bán lẻ hết. Dàn cong, dàn thẳng em bên em không có đâu, nhưng mà dàn cong bên em lúc nào bên em trong kho lúc nào có vài chục con. Đấy, rất chi nhiều cầu quay. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá, thì sau bên em có nhiều thứ rất chi là hay để anh em có thể tham khảo qua. Anh em kết bạn Zalo, đấy, trong cái phần nhật ký Zalo bên em rất chi nhiều máy, dàn cong, dàn thẳng, nói chung là đầy đủ hết để anh em có thể tham khảo lựa chọn qua. Đấy. Rồi, chi tiết thì nó đơn giản thế thôi. Để anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho em Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy cùng dàn cong thuyền đầy đủ hết. Đấy. Con này dài 1m65 anh em nhé, 1m65 thôi. 1m7 thôi. Đấy, cả máy trọng lượng nó rơi tầm độ 35 cân thôi. Đấy, cho lên nhẹ nhàng anh em dễ xoay nhé.